Quốc Tạo xin kính chào sư huynh. Thì thời gian gần đây đó thì Quốc Tạo có nghe nói trên cộng đồng mạng xôn xao về cái phần mà cô bé 5 tuổi mà biết kinh giảng rồi biết ăn chay, biết khuyên người ta tu tu niệm. Vậy thì huynh có nhận xét gì về cái cô bé đó không vậy sư huynh? Sư huynh chia sẻ giùm để rất biết ơn ạ. Cháu nhỏ đó mà cháu ơi rất là có duyên với Phật pháp. Thì ngày xưa cháu đã có đi qua một quận rồi, bây giờ kiếp này cháu trở lại để mà khuyên chúng sanh, tất cả anh em mọi người đều ai cũng quay đầu về phương tiện vậy đó. Duyên lành mới gõ được cùng điên, chẳng qua kiếp trước là thiện duyên ngũ phần. Cháu đã tuy là nhỏ mà cái vị là một cái vị lớn lao, kiếp trước người ta đáo lai trở lại sau. Cho nên thầy mình nói trong cuốn Thi Văn Giáo Lý đó, Phật Thánh Tiên cùng nhau xuống thế là như vậy. Dạ, cho được để được phép hỏi thì nếu mà lúc trước thì cách đây khoảng thời gian cũng lâu thì có một vị được mệnh danh là người xưa trở lại, đó là bé Như Ý, rất là thông về kinh lực. Còn cái vị này với bé Như Ý như thế nào, huynh có thể mình dùng cái biện pháp so sánh xem coi nó có trùng hợp không huynh? Cũng như bé Như Ý thì nó nạo ngay thì nó khá hơn cháu này. Cháu này thì cũng mới ra đời, chỉ có đọc kinh rồi đọc bài nguyện của thầy á, chú kính chư hương chứ cô quyền gì, chứ những lời cũng đâu có nhiều bằng cô bé Như Ý đâu. Cô bé Như Ý ngày xưa thì cũng duyên lành, cũng đáo lai trở lại mà cái màn ba cái hạ quân mặt kiếp này nè, cổ mới được là cha mẹ hộ trì, thầy tổ hộ trì để mà nói pháp như bé củi vậy đó, để cho anh em ta tu hành từ cái lý và cái nghĩa. Còn cháu nhỏ này chưa có biết cái lý cái nghĩa, cũng như là chỉ đọc mấy bài nguyện cúng thôi, kêu khuyên mọi người đừng sát sanh hại vật để mà tu hành đó, làm con đường chân chánh đó. Dạ đó. Dạ thì xin phép hỏi huynh là có phải là ở trên trước dùng cái phương tiện không, nhưng mà tại sao mà thường thường đó là những cái vị mà thông về kinh lực đó, thông về hiểu biết về pháp, về giảng thầy, về kinh, thì thường thường là cho những bé gái thường thường là cho bé gái không à, cũng hiếm hiếm có cho bé trai, hoặc là cho ông già, cho bà già. Là có phải là do bé gái là có cái dòm cái bề ngoài vô thấy dễ thương không huynh? Cái nhiều tiền kiếp người ta đã có tu rồi thì bây giờ người ta chỉ đầu thai lại kiếp này, ngày xưa ta chưa đủ cái duyên mà thành Phật đó, cho nên kiếp này người ta mượn bụng lên từ của cha mẹ là hoặc ông bà gì đó để mà người ta tu lại cái kiếp này nè, như cháu Nguyễn Huy Hoàng Anh gì đó, thì cháu nó còn nhỏ mà cháu đọc được cái kinh những lời của Phật rất là quý rồi. Dạ. Thì cũng khuyên mọi người cũng gắng làm những các việc từ thiện, tránh những điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch đó. Thì sao kia trở giờ này mà gặp hội Long Quân Thánh Đức tới bên nè. Dạ. Cứ nói tới mà tôi có thấy tới gì đâu. Đó, vì vậy là mình có thể mình giải thích cho người ta biết là ở ngoài nước ngoài nó xôn xao hết, hoặc là chiến tranh dịch bệnh gì không huynh, mà cái đó là họ không thấy hay là họ giáo bộ không thấy hả huynh? Dạ. Bây giờ tôi nói với Quốc Tạo, bây giờ tin không tin không còn quan trọng nữa, mà bây giờ cứ nhìn nước ngoài đi ha. Giờ mình thấy mà cũng khiếp rồi, Phật đã nói hết rồi, hội Tý Sủ khai thiên tịch địa là mở hội 2 năm, từ năm Tý là mở hội 2 năm tới năm Sủ đó. Trong 2 năm đó rồi tới năm Dần kết thúc thế gian, đến năm Dần hoàn cầu thay đổi đó, thì bây giờ nhìn nước ngoài thì biết rồi đó. Rồi tới năm nay là năm Mẹo nè, Hạ Quân nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi về gian can, năm Mèo kỹ mão rõ ràng rồi, khắp trong trần hạ nhộn nhàng khiết chi, ngồi buồn điên tỏ một khi, bá gia khổ não gì. Thì từ đây, từ năm Mẹo này nó khổ dẫn tới năm Dậu đó, chứ mà nó không có thì bước đầu năm Thìn thì nó rõ ràng rồi Quốc Tạo ơi. Còn để có nghe những cái clip mà của bên các vị mà gọi là tiên tri đó, thì có nói là 3 năm vừa rồi là ăn xá rồi, là đến 3 năm nay là đến 3 năm đã kết thúc đúng không huynh?
Dạ đúng rồi, 3 năm. Phật nói nè, trong giảng xưa nè, anh em huynh đệ là đồng đạo, lắng nghe cho kỹ. 3 năm tính tới không sai, hội niên lập lại thượng lai y lời, là năm Tý Sửu dần đã qua rồi đó, rồi hôm nay là năm Mẹo đó, đã tới thời kỳ của Phật rồi, còn đâu nữa. Còn Ừ. còn dạ vậy là mình còn hai tháng cuối tới là bắt đầu là nó sẽ diễn biến luôn hả Quỳnh, sẽ tới cái mức bắt đầu luôn hả Quỳnh. Ngay cái đầu 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 năm Thìn đó, đây là tôi nhắc cho anh em bổn đạo huynh đệ và cùng tỷ muội nghe. Màn ba khởi sự trần gian hỡi, thảm họa từ đây đến năm Thìn, tiên long nơi hỡi mười phương xứ, náo nức tung bay khắp thế trần, nay ta án bút năm Thìn họa, ấn chỉ là ngay việc bắt đầu. Rồi còn gì nữa, nó rõ ràng vào năm Thìn rồi. Rồi sao nữa, còn cái gì nữa. Cho nên chúng sanh thế giới lần lượt bước, tử địa năm châu thay tất trần, ta đây thượng đế truyền chiếu chỉ, ấn chỉ liền ngay đúng năm Thìn. Thì vậy còn gì nữa. Ghê ta, Mà, mình mới nghe cái mà. góc mạnh nha. Thầy mình nói nè, vậy tôi nói với đại á, mùng 1 năm nay rõ thiệt tình mà, rõ ràng rồi còn gì nữa. Bởi vì Quỳnh nói cái Năm câu tháng đó già. hạn, năm tháng hạn chờ giờ tới Tết, chặn giao thừa nổ lết nổ la, pháo tung bay sát rải muôn nhà, nhìn trời nọ thật là u tối, ngày mùng 1 bước ra xin lỗi kế mùng 2, rồi bên nội khai trương nè, là tới bên mình nè, rồi tới mùng 3 nhiều cảnh đoạn trường, nó dữ lắm, trận này nó dữ lắm. Bởi vì là mà huynh nói ngay chăng cái mùng 1, để mới nhớ lại cái câu ở trong Tam Bằng Thơ, nó là 30 tháng chạp dở mùng muối vô đó, tháng giêng muối mắm màng khô, tháng tư cậu sáu dắt cô về chùa đó. Thấy ghê thiệt chứ huynh. Ai ơi đừng nói tôi khùng, 30 tháng chạp vợ mùng ngủ vô, tháng giêng mắm muối mặn khô, tháng tư rồi chú sáu trước cô về chùa rồi. Thì thầy cũng có ghi trong cuốn thi văn giáo lý nè, để tôi đọc cho quốc đạo và anh em huynh đệ cùng thi muội nghe. Đêm nay mới cũ hiệp hai đàn, xuân nhật lễ này tại thế gian, mèo rồng cao thấp chơi cùng giỡn, đông hạ xuân sang khắp địa hoàng, bóng trăng vắng mặt tối tối hoài, 2 giờ hiệp mặt 2 giờ 2, một đêm mới cũ cùng nhau gặp, tức cảnh từ thi văn nhã một bài từ cũ mới ngày mai, tiếng pháo xa xa đó là ở nước ngoài đó, dẫn đốt hoài dân ta nghèo túng về đạo đức, chơi giỡn đua bơi mãi tối ngày. Phật nói là thì không ai tin, thì bây giờ nó đã tới việc rồi mà còn gì nữa. Ừ. Nói thẳng là dân ta luôn hả Quỳnh, dân ta mà mãi đua đua bơ giỡn hết rồi không ha, không có lo tu hành hả Quỳnh. Còn gì nữa đâu mà quân ơi, nó đã rõ ràng rồi còn đâu nữa. À, vậy đó mà đệ cũng thấy rõ ràng hết trơn luôn. Bây giờ ra thành phố thì thất sở hiện giờ là cho nghỉ việc hết trơn luôn Quỳnh. Quỳnh đặng để chi biết không, đặng khỏi trả tiền Tết đó Quỳnh. Rồi nào là chở về quê khổ sở nó đói rồi đó, rồi bây tới hiện giờ không khí lạnh đó. Rồi ở ngoài nước nước ngoài Trung Quốc đó bây giờ dịch bệnh tràn lan hết trơn, rồi Phúc Kiến nè, Trường Sưng nè, Quảng Đông nè, Thượng Hải nè, bây giờ ngập tràn dịch bệnh hết trơn, chôn Iran chiến trước luôn Quỳnh ơi, lấy máy ủi mà ủi không. Còn ở ngoài thành phố bây giờ cũng có mớ ca nữa đó Quỳnh, bởi vì nghe mà vẫn ốc mình hết trơn. Vậy mà người ta không chịu nhìn ngoại quốc, khổ dưới thảm chiều mai sẽ đến, sao dân còn chiếu mến trần mê, mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, nam ban cảnh khổ cũng kề bên tai rồi, cuộc thế giới nó chuyển lai như trống mà khuyên dân tình hãy lắng mà nghe. Nội bây giờ là tôi nói với đại mấy dịch bệnh thôi đó, mà tới mà chiến tranh nó bùng nổ lên rồi làm sao sống nổi đây. Cho nên thầy đã nói trong cuốn thi văn giáo lý nè, Kỷ Mão năm nay đã hết rồi, tâm thần hoài tưởng chuyện xa xôi, đạo màu nam địa càng thâm diệu, dẫn dắt nhân sanh mà cũng chữa rồi đó. Bước qua năm mới nè, mới mừng ngà, khuyến khích
dân tầm đạo Thích Ca, tự giác giác tha, ta phải nói ở người dương thế bớt xa qua. Xa qua một năm mới khổ, mới khổ à, dân chớ trần chờ, chớ bỏ qua. Đạo lý xem tường Âu mới hẳn, gắn tìm cặn kẻ nổi ma. Năm thìn bước tới, thiệt là gồng, nghe kỹ chưa? Dạ. Đó, năm thìn bước tới thiệt là gồng, nanh rút dãy dùng nổi long đông, chiến tranh thảm khốc toàn lê thứ, thấy chưa? Ừ. Lo nổi đói đau giống lạc hồng nè. Canh thìn bước tới, ở dân ôi thế giới đau binh, ruột gã gài, khốn nguy đa sự chào xuân mới nè, thấy chưa? Dân chúng hoàn cầu khó thẩm thơi, nó rõ ràng hết rồi còn gì nữa. Dạ. Nghe Quỳnh nói nghe Quỳnh nói mà đại sợ rung mình hết trơn, để nghe mà đại sợ luôn. Năm nay là năm Quý Mão nè. Quý Mão hạn chót nghe con, giáp thìn là lúc con ơi muộn rồi. Ta thời lộ đến đó thôi, tu thời hưởng phước không thời ra ma. Quý Mão là bãi tha ma, dùi sâu cái ác mà dùi người không tu, thì nó rõ ràng còn gì nữa. Thì bước đầu năm thìn này tăng ngày mùng 1 đó, mùng 1 năm nay rõ thiệt tình mà. Và thầy nó nói hết rồi. Quốc tạo hỏi gì nói tôi nói đó. Dạ. Cái dạ thì cũng rất cảm ơn Quynh để có những cái bài chia sẻ mà để thấy rất là hay, hữu ích cho bà con. Dạ. Nói ra là chết khóc không đó. Khác một bên rồi. Bây giờ là tôi nói với quốc tạo, bây giờ chỉ còn nước mà ăn thật sống thật cái mới sống coi đời. Chứ mà còn giả dối với cõi trần này là mất hết quốc tạo ơi. Dạ, nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem gài hầu non, tới hầu non là con vợ là bác phải bỏ lại luôn, tất cả mọi thứ đều bỏ lại hết. Bỏ hết trơn, tôi còn gì đâu, bởi vì tôi dứt lời, tôi cũng gửi lời thăm anh em, huynh đệ, đồng đạo, trong nước và ngoài nước, nếu ai nghe được cái clip này, gắng cố lên, mà trao dồi đức hạnh của mình, coi rồi thân mình tự chỉ, chẳng độ xong thì Phật tối rất chịu, nếu ai còn trật gì đó, tự mình sửa chứ ai sửa. Ai sửa cho mình phải không quốc tạo? Dạ. Thầy ông kêu đó, ai ai cứ nấy xét mình, nếu còn tánh xấu thì mình ginh ra ngoài. Rồi tôi cũng cảm ơn quốc tạo nhiều nha. Dạ dạ rồi, xin chào sư huynh. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Một cái em bé mà 4 tuổi như vậy, mà nếu mà cái người bình thường là sẽ không có biết nói chuyện, còn không gành nữa phan tỷ, chứ đâu phải mà thuộc kinh giảng nhiều vậy. Đó là người xưa trở về chứ còn gì nữa mà không phải. Chứ tính đệ nghĩ đi đó, nếu mà người mình là tu là cả chục năm, 20 năm, 30 năm cũng chưa bằng cái đứa bé đó là tu, là nó là tu cả kiếp nào rồi. Cái đứa bé đó là nó tu cả kiếp nào rồi, chứ còn so ra người mình tu cả đời này cũng chưa bằng đứa bé đó được. Tại vì nó đã tu kiếp trước rồi. Ừ, nó có căn cơ sẵn nha. Đúng rồi. Bây giờ này nó chỉ có xuống là nó chờ lệnh, nó là nó thực hành cái nhiệm vụ và nó đi về thôi. Để cái đó là người xưa trở về chứ còn gì nữa mà không phải. Chứ đệ nghĩ đi đó, nếu mà người mình là tu là cả chục năm, 20 năm, 30 năm cũng chưa bằng cái đứa bé đó là tu, là nó là tu cả kiếp nào rồi. Cái đứa bé đó là nó tu cả kiếp nào rồi, chứ còn so ra người mình tu cả đời này cũng chưa bằng đứa bé đó được. Tại vì nó đã tu kiếp trước rồi. Ừ, nó có căn cơ sẵn nha. Đúng rồi. Bây giờ này nó chỉ có xuống là nó chờ lệnh, nó là nó thực hành cái nhiệm vụ và nó đi về thôi. Một đứa trẻ đó mà 4 tuổi đó là nói chuyện còn không rành, mà bây giờ là nó thông kinh lực là điều gan hết trơn, cái gì cũng thông hết trơn. Là nó đã có sẵn rồi, mà nó đã có sẵn rồi, cho nên tới ngày giờ là bị trên yêu cầu là hé ra cái là nó có sẵn trong đầu nó rồi. Nó đã có sẵn trong đầu nó rồi, nó tu hồi kiếp nào cho nên giờ nó có sẵn trong đầu rồi mà. Chứ không nghe nói hả, là những cái kinh mà nó thuộc là từ ở trong đầu nó nhé ra nó biết mà, chứ đâu có ai dạy cho nó đâu nghe ở đâu đâu. Còn vậy hả? Vậy là không có ai dạy đâu hả? Không có ai dạy hết, tự ở trong đầu nó có.
Nếu mà người 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 không mà không có căn cơ sẵn thì có dạy á, là có dạy cả đời cũng không bao giờ biết được, mà có căn cơ sẵn rồi tự động là có à. Dạ, đừng đúng nói là đừng nói chi mình có. là đừng nói chi ở đâu xa thôi, như mấy khi tỷ tỷ học hoài, như mà lúc trước có tỷ học hoài đâu có được đâu, nhưng mà lúc này á đó là những cái mà tỷ muốn nói ra đó là bị trên cho tỷ biết không nữa tỷ mới nói cho đệ đó, chứ không phải là mà tỷ học đâu, tỷ đâu có biết cái cuốn giảng nó ra làm sao mà học, mà cuốn giảng nó dạy có đó có biết đường đâu mà học, nhưng mà tự nhiên là trong trong đầu nó có vậy là nói ra cho đệ đó nghe đó. Giống vậy là người đã có căn cơ sẵn rồi, giờ đó là đến ngày đến giờ là lộ ra thôi. Tại vì bây giờ là có đoạn mấy vị thánh nhân có nói là bây giờ còn giấu chi đâu, từ đây sắp đến không lâu mà chờ, có nghĩa là lúc này là không giấu nữa, lộ hết. Thì đây nó về á là nó trở về á, đừng nó giáo huấn người đời, cái trước tiên là nó giáo huấn đó là cha mẹ dòng họ của nó. Thấy rõ ràng không đó, là nó kêu á là mẹ nó phải ăn chay, ba nó phải ăn chay đó. Rồi có nghe nói nữa là nó ăn rau không phải không tỷ? Nó ăn chay á, nó ăn chay không mà không có ăn thịt cá gì hết á. Nó ăn chay từ nhỏ luôn á. Còn kinh điển thì tự nó thuộc hả, chứ không cần ai dạy luôn hả? Ham tự nó thuộc luôn, tự nó thuộc luôn chứ không ai dạy hết, nó không nghe ở đâu hết, tự trong đầu nó có ra. Tu nhiều kiếp rồi, nó tu nhiều kiếp rồi nó mới được vậy đó đệ ơi, nó tu nhiều kiếp rồi. Chứ còn như mình mà một kiếp mà lộn lậu, tu một kiếp mà lộn lậu cũng vẫn còn mê, chứ chưa chắc gì mà đã tỉnh được vậy mà để mà tu đâu. Dạ, cũng như Nó chuyến cũng trước tu nhiều thế. cũng trong chuyến trước bé nhí đó, nhỏ nhà cũng nhỏ xíu mà nói pháp thông thạo luôn đó tỷ. Không, cái đời này nhiều nhiều quá là đứa nhỏ nó pháp thông lắm. Thì hôm nay Quốc Tạo cũng xin được phép hỏi tỷ về những cái phần can chi mà để cho bà con hiểu rõ hơn, để vững lòng tin hơn trong cái cuộc sống gần tới đây, cũng như là 2 tháng cuối này của năm mèo. Thì Quốc Tạo có nghe nói một câu ở trong giảng thầy là mèo kêu biết tới ai bi, quân thần phụ tử siết chi gã gời. Thì vân vân còn nhiều câu sau nữa rất là hay và nó hữu ích cho cuộc đời tu của sau này của chúng ta. Thì xin tỷ hoan hỷ để trả lời dùm, chia sẻ trên cộng đồng mạng cho bà con biết để người ta tinh tấn tu hành. Dạ xin cảm ơn tỷ. Dạ xin mời tỷ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay cũng được là gặp Quốc Tạo. Tỷ cũng xin đó là trả lời với Quốc Tạo như thế này. Thì theo như cái ý của tỷ là hiểu đến đâu thì tỷ sẽ trình bày đến đó. Thì mèo mèo thì nói về cái năm mèo là mèo kêu nghe tiếng ai bi, quân thần phụ tử siết chi ưu phiền. Thì đó thì để thấy là cái năm mèo này á, là quân thần rồi phụ tử, đó là nói chung ra là từ từ quân dân là ai nấy là cũng ưu phiền hết đó. Rồi bắt đầu mới tới là rồng bay sao xiến nào yên đó, rắn bò giáp giới đó. Tới cái năm ra năm rắn á, là rắn bò giáp giới đảo điên dương trần đó. Thì là nói đây á, rồi bắt đầu tỷ mới nói dài 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 tới cái can chi sao cho để nghe nè. 5 năm 6 tháng long đong, muôn dân thiên hạ mất dòng gian nan đó. Thì bắt đầu từ cái năm Tý đó, thì năm Tý rồi mới 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 dạch ra nè. Đầu canh tiếng động bên nhà, chờ 3 canh 1 thì gà gái tan đó. Thì bây giờ để tỷ là giải thích cái canh cho đệ nghe đó. Đầu canh đó là đầu canh Tý của năm 2000 đúng không đó, đầu canh Tý của cái năm 2000 chờ 3 canh 1 thì 3 canh này nó nằm ở trong cái năm Tỵ, 3 canh này nằm trong tâm năm Tỵ. Thì cái canh thứ nhất á, là vào cái tháng 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 Thìn đó, cái canh thứ nhất á, là tháng Thìn
rồi là ngày là canh thân nằm trong cái tháng thìn, rồi bắt đầu tới cái tháng tỵ á thì canh dần nằm trong cái tháng tỵ và năm tỵ đó, là nó là nằm ba canh đó. Thì nói cho nó gồm chung cái đoạn đó đó thì nó có như thế này. Nói là cái năm rồng rắn này nó là hai cái năm này là cực kỳ nguy hiểm, cho nên nói là trong đoạn kia cũng có nói là xà cắt cổ tầng hương khởi đến, thì cũng nói về xà là rắn đó, hoặc là rắn lộn rồng nhân dân sanh vật, thì cũng về nói cái năm rắn và năm thìn đó. Thì để là tỷ giải thích cho để nghe. À, cho để hỏi. Đầu canh tiếng động bên nhà. Đầu canh là đầu canh gì vậy mà tiếng động bên nhà là tiếng động gì vậy tỷ? Có thể giải thích cái phần đó được chút xíu không tỷ? À, thì cái canh tí đó, cái canh tí đó là để thấy rõ ràng là ở ngoài nước ngoài đó. Đó không? Là tiếng động là ở ngoài nước ngoài đó là chiến tranh giặc giả rồi đó. Đúng không? Đầu canh tiếng động bên nhà là nước ngoài đó. Nước ngoài đó là đầu cái canh tí năm 2000 là nước ngoài nó khởi chiến tranh đó. Một này nè, ba canh này nằm trong cái một năm. Hiểu không? Ba canh này nè, nó nằm trong cái một năm, cho nên nó mới đây chờ ba canh một. Một này là một năm đó. Ba canh này là ba canh một là một năm đó, là trong cái một năm đó đó. Một năm đó gồm có là hai cái tháng nguy hiểm. Hai cái tháng nguy hiểm là tháng thìn và tháng tỵ của cái năm tỵ. Bởi vậy cho nên là mới nói là có cái đoạn là long dĩ xà đầu khởi chiến tranh. Đó, là long là rồng mà dĩ là đuôi rồng của đầu gắn. Long dĩ xà đầu, đúng không, là của cái đầu gắn đó. Rồi đây là một đoạn nữa thêm là gắn lộn rồng đó, cũng nói gì gắn lộn rồng là nhân dân sanh vật, hoặc giả đó là xà cắt cổ tầng hương khởi đến đó, là cũng nói về cái năm rắn mà tháng thìn, đúng chưa? Đó. Rồi á, còn một đoạn nữa đó là mai sau nhiều cuộc đắc cài, đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa. Vậy á thì đắc cài là vào cái tháng nào? Cũng tháng 3, tháng 4 là đắc cài. Đúng không? Mà hỏi tại sao mà lầu đài mà cũng xa? Thì lúc đó là chiến tranh giặc giả thì phải là bỏ nhà bỏ cửa mà chạy chứ sao? Thì hôm nay mới nói là long dĩ xà đầu khởi chiến tranh nè. Long dĩ là phải là cái năm rồng và cái năm tỷ phải không tỷ? Thì long là rồng, dĩ là đuôi rồng, xà là rắn, là xà đầu là cái đầu của cái năm rắn. Nói là xà cắt cổ tầng hương khởi đến. Xà cắt cổ thì cũng nói về cái năm rắn và tháng thìn, đúng không? Dạ. Để có nghe nói người ta nói là trong Tư Thánh có nói là chờ cho chú chọc thả câu, áo kia mắc nút còn bâu mới là thương cho anh chị trang hòa. Đó là có nghĩa là sau này là sẽ gặp cái chuyện cơ cực của cái chiến tranh. Nhưng mà có người hỏi là tại sao mà Campuchia nó yếu hơn mình, nó không có gì hơn mình chân mà lại là tiên tri Campuchia lại là vượt mình hết tỷ. Ủa thì bởi vậy mới nói là tầng hương khởi đến nè. Tầng với hương với là Trung Quốc đó. Tầng hương á, tầng hương là miên mà hương là Trung Quốc đó. Trung Quốc nó qua bên miên đó, rồi giờ hai bên đó là mới ngược mình.
Nó kết hợp nhau ha, nó xúi dục nhau ha. Thì có như vậy đó. Hiện giờ đó là Trung Quốc đó là qua bên miên ở rất là đông rồi, để thấy không? Dạ, đúng không? Thì có rồi. Cái đúng rồi, có cái Trung Quốc đó hậu thuẫn cho nên là miên nó mới dám ngược mình. Bây giờ để tỷ là giải thích cái mà 5 năm là 6 tháng Long Đông nè, tính từ cái năm nào nè. 5 năm 6 tháng Long Đông, nhân dân thiên hạ mắc dòng gian nan. Đó. Thì có cái câu là chuột còn đây chưa thấy khổ đâu, chừng đứt đít con trâu khóa cổng. Thì tính từ cái năm Tý Sửu đó. Đó. Là trở về đây, trở về cái năm là Thìn Tỵ. Đó. Gầm gắn ngựa dê đó. Thì tới cái năm dê á, thì đó là qua năm dê. Thì trong cái đoạn có nói đó, là nhắc đến cái câu là qua năm dê đến lúc mùa hè đó. Thì tính từ cái năm đó là trâu nè, là 5 năm 6 tháng là Long Đông đó. Mà còn nhắn rõ một câu là chuột còn đây chưa thấy khổ đâu, rõ ràng là để thấy không, chừng đứt đít con trâu nó khóa cổng rồi, rõ ràng là thấy Long Đông khổ chưa. Dạ quá khổ luôn tỷ ơi, bây giờ á chứ còn gì nữa. Dạ có người ta nói là Sài Gòn gia đình ai ngờ nước đâu mà chảy lỡ bờ lướt cây, là ta nói sẽ có một trận là về thiên tai lũ lụt ở tại Sài Gòn. Mà có phải là tại Sài Gòn là thiên tai lũ lụt mà nước từ đâu nó ra mà thiên tai, rồi người ta hỏi là tại sao mà đổ xô về Sài Gòn, có phải ở Sài Gòn người ta tu ít không tỷ? Cái đó thì là khỏi nói, thì cũng là rõ ràng là vậy rồi đó. Vừa rồi đó, chẳng hạn như cái năm dịch bệnh đó, là Sài Gòn chết cũng nhiều đó. Sài Gòn chết cũng nhiều đó. Thì cái đó giờ đó là khỏi trả lời thì cũng biết cái đó rồi. Giờ để nói những cái chuyện khác đây nè. Có câu nói ngồi buồn nói chuyện du dơ, nói cho ai biết thiên cơ tại trời. Cái này là thiên cơ, này là tại trời. Đó. Đời nay nhiều kẻ mê tiền. Đó. Bỏ nhân, bỏ nghĩa, bỏ tiền ông cha. Đó. Nghe cái câu này đệ cũng mắc thắt cười lắm. Mà giảng thầy nói ra đó ngẫm đó, hả? Mà nói là mê cha thì bỏ Thích Kha, mê bà Trần Thế bỏ bà Quan Âm. Đệ thấy không? Trong giảng thầy nói đó, bây giờ đời giờ mê tiền nè, mê tình nè, mê danh, mê lệ, mê đủ thứ. Đó. Mà nhất đó là cái mê, nhất cái mê của Trần Giang này á, là mê bà Trần Thế mà bỏ bà Quan Âm á. Dạ. Sống thì chí dốc làm giàu, chẳng may có thác của nào mang theo được đâu. Đúng không? Dạ. Lúc mà chết rồi đó có mang theo được đâu. Di Đà chẳng niệm một câu để cho tà quỷ nắm đầu mà dắt đi, không? Để cho quỷ sứ mà nắm đầu dắt đi. Làm người sao chẳng lo xa, đến chừng để chừng đến việc làm má không đầu. Ở giảng thầy nói nhiều câu để nghĩ coi, nó y chang vậy đó. Là người ta thường là danh lợi tình không mà. Đức thầy nói á, vì đời nay chúng nó dụng tiền, ít ta dụng chữ nhân chữ nghĩa. Bây giờ ra đường lộ luôn, mình gặp bạn bè, mình lâu lâu gặp lại, mình hỏi thăm bạn ơi cái này khỏe không, làm ăn sao rồi này kia, nói lòng vòng hơn là có vấn đề tiền bạc ở trong. Hoặc là muốn muốn ngủ đi dùng một buổi trà hay là cà phê này kia thì cũng vấn đề cũng thì là đó, tiền bạc. Vậy đó, giờ đó, cái mê nhiều quá cho nên nói là giảng thầy mới nói á, đó là mê tiền nè, bỏ nhân, bỏ nghĩa, bỏ duyên là ông cha. Mê cha thì bỏ Thích Ca, mê bà Trần Thế thì bỏ bà Quan Âm. Cái đó là không lẽ mà nói rõ ra thì đệ cũng biết rồi gì. Dạ. Đúng không? Tỷ có cái câu nào hay hay nữa tỷ cũng trình bày cho bà con ta biết tỷ. Để cái can chi á tỷ, để biết tỷ biết nhiều can chi lắm mà. Thì nói là mà bắt từ cái
Nhâm á là nhà nhâm dần quý mão, phải không? Nhâm nhâm quý đang lãng đem binh đánh vào, phải không? Rõ ràng là đen đang yên vậy đó, à, tự nhiên cái là có chiến tranh đó, thì nó cũng trùng khớp vô cái câu là đầu canh tiếng động bên nhà, chờ ba canh một thì gà gái đua, gà gái tan đó. Thì cái ba canh này nè, ba canh này nằm trong cái một năm tỵ đó đó, ba canh này nằm trong cái năm tỵ đó đó. Ba cái canh này là phải là ba canh tháng hả tỵ? Ba canh tháng nằm trong cái năm tỵ đó. Thì á là ba canh này là nói như là chờ ba canh một này là một năm, ba canh này là ba canh của tháng, mà một này là một năm đó. Chờ ba canh một thì gà gáy tan đó, lúc đó là tan quan hết rồi, lúc đó là chiến tranh là tan quan hết rồi đó. Còn như theo nghĩ theo mà tỷ mà nằm mà tỷ nghe được á, là nhắc cho tỷ á, là chờ ba canh một thì gà gái đua. Trong mùi tỷ mà nghe đó, là nghe văn vẳng người ta nói như vậy đó, là có phần á, là nói cho tỷ biết là như vậy đó. Rồi á, là phân tách cho chị tỷ nghe luôn, ba cái canh này nằm trong cái một cái năm tỷ đó. Cho nên đó là chờ ba canh một đó, không phải là canh một mà đã là một, đây là một năm, ba canh một năm đó. Ba cái canh này nằm trong cái một cái năm. À, có người hỏi đệ đó là tại sao nói là năm thìn, mà có phải là năm thìn của năm sau không, hay là năm thìn của 12 năm sau? Năm thìn sang năm đấy chứ, năm sau làm sao mà năm thìn 12 năm nữa. Tự gì đây nè, đây đó là nó là giáp thìn nè, giáp thìn ất tỵ. Chị mau bây giờ giáp thìn là sang năm nè, ất tỵ là tới năm tỵ đó. Giáp thời mới thấy rõ, binh đao là giáp thìn, đúng không? Dạ. Đó là giáp thời thấy rõ binh đao, ắt niên kiếm họa lâm vào tràn lan. Thì được cái giáp thìn này chứ có giáp thìn nào. Giáp thìn là tới đây nè, năm tới đây là giáp thìn nè. Nói là câu rõ ràng là giáp thìn mới thấy rõ binh đao mà. À, còn cái câu mà cái câu mà loại gọi ở bên Tứ Thánh cho biết là chuột nhỏ đào ổ quá sâu, nằm yên ca hát ai đâu biết gì, châu tôi gắt giỏi ai bì, mặc tình cài chơi đến tình đến buổi nghỉ ngơi, thượng quân hồi phục là đờ thượng quân. Có nghĩa là muốn nói là cái phần đó là nếu mà nói về cái thìn rồi tỵ rồi tới luôn là chiến tranh tới luôn ha tỷ, là nghĩa là tới năm gà mới kết thúc hả tỷ? Về đây nè, chúng trong có một cái đoạn đó là nói là đông tàn tây bại sang gà mới an. Ờ. Đó. Có một đoạn cũng nói là đông tàn tây bại sang gà mới an. Còn không mà có một câu nữa đó là hiệp đoàn bổ lưới văn câu, ngày sau con sông hưng thế ai đâu biết gì, là hiệp đoàn. Đó, cái từ hiệp đoàn bổ lưới văn câu là thầy mình đó, bổ lưới văn câu ngay chỗ con sông Hưng Thế đó. Nó nói là ai đâu biết gì, là hiệp tất cả, hiệp đoàn mà. Hiệp đoàn là hiệp tất cả ở ngay con sông Hưng Thế, ai đâu biết gì. Bây giờ hiện bây giờ người ta cũng không có tin đâu. Người ta giống như mấy người giàu có đó, người ta nói ta đang giàu có như vậy, mà tự động cái mấy ông nói chiến tranh, mấy ông nói dịch bệnh làm hoang mang. Nhưng mà bây giờ sự thật là nó đã tấn công vô tới thành phố rồi, dịch bệnh ở ngoài nhiều ca lắm rồi.
rồi bắt đầu cái ở ngoài nước, ở ngoài nước ngoài thì tràn lan chứ. Bây giờ này á là chỉ có lai rai thôi, bây giờ này chỉ có lai rai thôi, bởi vì á là nói á là giáp tý ất sửu chuyện mau qua rồi, nó mau qua thôi, nó lai rai thôi, bính dần đinh mão nó mới ngẩn ngơ đến cơn bát loạn à, chạy quơ giấy vàng, chứ giờ này đó thì nó mau qua thôi, cho nên không ai tin đâu. Hỏi nhiều câu đó là dinh nhà cao sao đành bỏ trống à, của bạc vàng sao không gánh mang theo, lúc đó là chạy giặt làm sao mà mang theo, đúng không? Mà dinh nhà cao tại sao mà phải bỏ trống, tại vì chạy giặt phải bỏ trống chứ sao, đúng không? Dạ. À, có đoạn nói là dinh nhà cao sao đành bỏ trống, của bạc vàng sao không gánh mang theo, lúc đó chạy giặt làm sao mang theo. À, mà nhà cao làm sao mà bỏ trống à, thì chạy giặt phải bỏ trống. Cha nợ bồng con vợ khóc òa, tan nát sớm diền khổ dữ a, nhà không kẻ ở ôi nói trước, nếu chẳng tin lờ gặp thiết xa. Cũng là một đoạn thầy muốn nói về chiến tranh đó đó. Cha nợ bồng con là đang chạy đó, vợ khóc rồi la lên rồi chết sống tùm lum hết trơn, tan nát sớm diền hết trơn. Rồi mình tưởng tượng cái cảnh đó coi. Có nhà không người ở, ôi nói trước, nếu chẳng tin lời gặp thiết tha, nhà không người ở, ruộng thờ thì vô canh, lộ thì vô nhân đáo, và nhà thì vô nhân cư, ruộng vườn thì vô nhân canh. Nhiều đoạn đó là thầy nói là ám chỉ nó rõ ràng luôn rồi đó, mà tại vì đời còn ma quá là mê cho nên nó là không tin. À, có giờ người ta mê tiền mê đó là giặt chắc thì người ta đâu có tin được. Dạ. Có người nói gì nè, có người nói là ở tại mình ở Trung ương cho nên mình không sao hết trơn. Thì cái đoạn thầy nói là Trung ương gồng lộn mới ê hề thay phơi, có nghĩa là ở Trung ương mà cũng vẫn bị đại nạn hả tỷ? Thì bởi vậy nãy tỷ mới đọc cái câu là hiệp đoàn bổ lưới văn câu đó, ngay con xâm hưng thế đó là ai đâu biết gì. À, thì là ngày sau là ngay con xâm hưng thế là cũng phải hiệp hết về đó để mà đánh nhau đó. Bởi vì mới nói là hiệp đoàn bổ lưới dân câu á, ngày sau con xâm hưng thế ai đâu biết gì. À, mà còn ở bên ông Tiều Lão đó tỷ, thì Quốc Cậu có ngang đoạn nói về cái phần mà ông sẽ tiên tri những cái chợ sau này sẽ gặp đại nạn đó mà đó tỷ. Anh nghe ông nói là cái chỗ đầu tiên là cái Sài Gòn đó tỷ, bất cứ chỗ nào cũng để là Sài Gòn đầu tiên chứ tỷ. Sài Gòn là đại nạn đầu tiên đó. Ừ, Sài Gòn hồi Quảnh Hiêu đó. Ừ, Sài Gòn Quảnh Hiêu rồi tới Bạc Liêu Tiệt Gốc, Châu Đốc Dở Giang, Tăng An Không Chủ, Chợ Thủ Vắng Người. Ở tháng 9-30 có thiền Bát Nhã đậu tại Long Châu. Thì có người hỏi Quốc Tạo chứ tháng 9-30 thiền Bát Nhã đậu tại Long Châu, nhưng mà cái Long Châu là ở đâu? Có phải là ở Dầm Sáng Vịnh Tre chạy vô Kinh Mười đó là Long Châu không? Thì Quốc Tạo dựa theo nhận xét của mình thì nói là Long là Long Xuyên, Châu là Châu Đốc, nó nằm ở đoạn giữa đó đó. Nằm ở cái đoạn giữa đó đó, là có một cái thiền Bát Nhã đậu cái đoạn giữa đó đó. Rồi có thể có ngã là Long Châu đó, cái cổng ngã bát đó, cổng ngã bát đó, cái cửa ngã bát có chỗ chợ cái dầu đó ha, đúng rồi, cửa ngã bát có nổi Nhị Sơn đó nha, đúng rồi. Ừ, ví dụ như mình hiện giờ mình sau này thì ở trên núi sẽ là chỗ cái trung tâm của cái chỗ Phật ở Phật Ngự, chỗ ngai vàng. Vậy rồi mình để tỷ là đọc cái đoạn trên núi Gấm cho để nghe nè. Người hiền luôn á hãy lo bình tĩnh, tâm hướng về Đức Phật A Di hoặc Quan Âm Bồ Tát vậy thì sẽ đến được trường thi Di Lạc. Mà họ trường thi Di Lạc ở đâu? 2000 năm mở hội khoa thi đất Nam Việt tại thì núi Gấm đó. Thì ở núi Gấm á là có hội khoa thi đó, chừng lập hội nổ ba tiếng sấm, đá cát bay núi lở tan tành, thất hương sơn có một cái thành trời sắp sẵn đó.
là kêu bằng là trời sắp sẵn để là sau này là dành cho những cái người mà được vào hội mà ăn hưởng đó. Có người nói là trời là cái chỗ nước cấm đó là cái lầu đài nước cấm đó tỷ là sẽ giờ ra ngoài Tây Ninh ngoài vậy, ta nói vậy có phải nó sai không tỷ? Tràng ơi, trong giảng thầy đã nói rõ ràng là đất Nam Việt tại thì núi cấm mà ở đâu dời được. Dạ, chỉ có gì mà ta nói ở ngoài hội Long Hoa mở ở tại Tây Ninh, bởi vì đại không biết để mới hỏi tỷ. Tràng ơi, đã nói là đất Nam Việt tại thời núi cấm mà làm sao mà dời đi đâu? Ở trong giảng thầy đã nói quá rõ vậy rồi còn dời đi đâu nữa? Đó là của trời sắp á, của trời sắp á, ngay chỗ đó là lầu đài núi cấm á, rồi á, đền vàng điện ngập cái chỗ đó mà giờ đi đâu ai giờ ở thiên cơ này á, là của trời đã sắp xa rồi ai mà giờ được. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Cư sĩ Quốc Tạo xin mến chào quý bà con cô bác xa cùng gần, kính mến luôn chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe, tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Quốc Tạo lại livestream, lại up lên nhiều clip về phần thuốc để cho bà con trên cộng đồng mạng xa cùng gần để hưởng ứng những phần thuốc quý giá của Quốc Tạo. Thì qua nhiều lần, qua nhiều ngày tháng nghiên cứu thì Quốc Tạo đã nâng cấp các thuốc mình đạt đến mức độ là 97-98% thuốc trị bệnh cho bà con. Nếu mà mình nói 100% thì nó quá đáng. Lắm lúc những cái căn bệnh mà gọi là bệnh nghiệp đó thì mình không thể nào mình trị hết được. Trong 100 người thì phải có 1-2 người như vậy quý vị. Thì hôm nay Quốc Tạo sẽ giới thiệu cho bà con thuốc trị viêm son, dầu viêm son. Thì dầu viêm son này nó có tác dụng gì? Dầu viêm son này nó có tác dụng gì thì kính thưa bà con, ở hiện giờ ở trên ở ngoài Trung Quốc, rồi ở Thiên Tân, rồi ở Trường Xuân, thì tất cả những cái bệnh mà về dịch bệnh đó thì tràn lan. Còn những cái việc mà như dầu này nó có tác dụng gì thì kính thưa bà con, để đi thẳng vào vấn đề, dầu này thì nó sẽ giúp cho quý vị là ngừa được cái căn bệnh về không khí. Giống như ngày xưa chúng ta mà có những cái bệnh lao đó mà người ta đổ, khi mà người mắc kế bên nhà mình là mình đây mình đổ nước trong lưu ra hết, nhưng mà quý vị chỉ cần sử dụng dầu này là quý vị không hít phải cái con virus đó, nó đi ra ngoài không khí, nó xâm nhập vào cơ thể chúng ta. Thì cô bác nên có một chai dầu này, chai dầu trị viêm son luôn nha, trị thẳng cái bệnh viêm son luôn và ngừa Covid. Thì tất cả những bệnh mà không khí thì chúng ta đều ngừa được. Quý vị nên có một cái chai dầu này để cho con cháu con em mình nó đi học, nó sức thì duy trì được trên 2 tiếng đồng hồ và sức tiếp tục. Khi chúng ta mở chai dầu ra, muốn biết chai dầu thiệt, chai dầu giả, biết thơm không thơm, mở dầu ra nó sẽ thơm hừng hực. Thì chúng ta sức vào một miếng rất là tuyệt vời luôn bà con. Nó ngoài cái việc đó ra thì nó có tác dụng là khi mà chúng ta nhỏ vào một giọt trong cái gần cổ, chúng ta nuốt vào, uống nước vào thì nó sẽ trị được chúng ta bị viêm họng luôn, bị viêm họng á. Rồi nó đại tài hơn là cho ho, sẽ là giảm ho và hết ho đó. Còn chúng ta xong thì chúng ta để một cái nồi nước sôi, chúng ta nấu, chúng ta nhỏ vô 5-3 giọt, thấy nó vừa, cái hơi nó vừa ra đó, vừa đủ mình thì mình cứ xong, nó sẽ ngừa được cái bệnh Covid rất là đại tài luôn. Và dịch bệnh hiện giờ cũng đang tràn lan bà con à. Mình thà mình ngừa chứ mình đừng để dịch bệnh đó xâm nhập vào cơ thể rồi chúng ta sẽ nó ăn vào phổi chúng ta rồi sẽ thành là phổi trắng đó bà con. Là tới lúc đó chúng ta muốn ngừa, muốn phòng, muốn giúp, muốn trị gì nữa là cũng đã muộn màng rồi. Tới lúc đó thì chúng ta chỉ biết là đợi tử thần đến thôi chứ không có còn trông chờ gì nữa. Thì cho nên chúng ta phải tranh thủ có được chai dầu này để điều trị. Dầu trên thị trường hiện giờ nó có rất là nhiều dầu giống Quốc Tạo. Nó có người bán mắc hơn, người bán rẻ hơn, đủ kiểu. Nhưng mà đặc biệt quý vị lấy 5-3 chai Quốc Tạo sẽ tặng bà con. Còn nếu bà con lấy hết một cái combo như thế này, 3 chai dầu, 2 chai viêm son nhỏ lỗ mũi, một lọ thuốc ngứa, 2 chai nhỏ mắt, một cái hũ thuốc, một cái chai thuốc rượu, thì từ cái miếng này đảo về đây đó là một cái combo Quốc Tạo. Bà con mua cặp thuốc 350 được hỗ trợ, cái combo này là chỉ có tính 50 ngàn thôi,
là 400.000 miễn ship bà con hoàn toàn. Cái nào bán là bán, cái nào cho là cho, nói rõ ràng. Khi bà con nhận một hai chai có tạo tặng bà con không lấy tiền ngàn nào cả. Còn cái nào quý vị lấy nhiều thì quý vị phải chịu tiền lại cho bác tạo chia lại. Chứ bà con biết rồi, cho bao nhiêu cho đủ. Lúc trước bác tạo làm lần mười mấy 20 triệu không có đủ bà con. Cho ai cũng xin hết trơn, không có cho được. Chỉ chịu tiền shipper thôi đó mà còn không chịu nổi. Khi bà con nhận một cái cặp thuốc này 350 thì bà con được hỗ trợ cái combo này 50.000 miễn ship hoàn toàn, tổng cộng 400 nguyên cái phần này. Còn bà con nhận cái combo không thì là 100.000 cho bác tạo. Tiền ship tiền men là miễn hết. Ship bây giờ là 450.000 bà con. Cái nào nói gõ càng cái nấy cho nó dễ. Chứ mình không có làm lời lớn gì mà để cho bà con nặng lòng và nói này nói kia nó nhức đầu lắm. Nào gõ gạn lấy, còn bà con xin lặt vặt vài chai vài cháo cạo cho miễn phí, không lấy cái gì cả, có khi miễn ship cho bà con luôn. Thấy người nào khổ miễn ship luôn. Tiếp tục đến là chai nhỏ mắt. Thì chai nhỏ mắt này có người hỏi tại sao nó đậm đặc như thế này mà nhỏ cái nó mô phật cái chai nhỏ diêm son mà nó có hiệu quả không. Thì kính thưa bà con, qua nhiều lần nghiên cứu, qua nhiều lần mà những cái chất trong đây nó ra, trong đây chất này chất gì đây, trong đây là cái chất là nghệ vàng ruột đỏ, nó ra cái chất gọi là liền da khử mùi. Và trong đây có mười mấy vị thuốc bắc, hai vị thuốc núi và hai vị thuốc nam, cho nên nó sẽ ra cái chất như thế này. Thì chúng ta nhỏ vào khi chúng ta bị ách xì nè, rồi khịch khịch nè, chảy nước vàng nè, rồi chúng ta nhức nửa bên đầu nè, rồi mờ mắt nè, rồi lỗ tai thúi nè. Đó là triệu chứng của bệnh diêm son. Thì khi mà diêm son thì bà con có một người, có một số người 7-8 năm, 10 năm không hết, uống thuốc không hết. Cho nên chúng ta dùng cái chai này, có nhiều người bớt và hiện giờ đã hết rất là nhiều. Cũng rất là vui vẻ, cũng rất là mừng. Có một số người nói quốc tạo có bằng tay phục dược, cho nên chúng tôi đã trị rất là nhiều chỗ, tốn tiền nhưng mà cuối cùng lại là cũng nhỏ chai thuốc nhỏ, từ thiện quốc tạo thôi mà hết. Cũng là may thầy phước chủ bà con à. Thành lòng nước đã nên hồ, hữu tâm chí đức cam lộ Phật ban, mình phải tin. Phải tin thuốc mình mới nhỏ hết bà con. Đó bà con nhỏ cho quốc tạo ngày một bên là nhỏ trị bệnh thì ngày 3 lần, nhỏ vô nó gác nha. Nó gác khoảng chừng 10 giây, quý vị nghiêng ngay trong cái chỗ gác đó, nghiêng chỗ đó là vết thương mình đó, mình nghiêng chỗ đó. Thì khoảng 10 giây là hết bà con. 10 giây là hết, là bị hết cái gác đó. Cho nên có người hỏi chứ mình dùng có dầu rồi mà có thuốc nhỏ diêm son nữa. Khi bà con trị bệnh diêm son bà con nên dùng hai thứ này. Thứ này đi chung với nhau nó hiệu quả nó mới cao. Chứ mình dùng một món không có cao. Ở đây bà con nhức răng, bà con lấy cái chai thuốc này nè, bà con thoa vào chỗ bên nhức răng nè, thoa vào chỗ nhức răng, thoa trên cái càm nè, trên cái môi nè. 15 phút sau hết nhức răng. Trong đây có chất giảm đau và chất điều trị rất là tuyệt vời của thuốc bắc. Toàn bộ combo đồ của tạo thuốc bắc hết nha bà con. Tiếp tục là chai thuốc ngứa. Vậy chứ chai thuốc ngứa này nó có tác dụng gì? Trong đây chị tổng cộng là mười mấy loại ngứa, tao sẽ kể cho bà con nghe. Đó là lông ben, lắc biến, đồng tiền, hắc lào, nấm ăn kẻ tay kẻ chân, lát hai cái hòn kiến giái, rồi những cái chỗ dùng kính mà nó lát đó. Rồi bà con cứ sức vào cho đệ. Bình thường lỡ như chúng ta có bị trúng vào miệng, chúng ta liếm vào cũng không sao hết. Nhưng mà có nhiều người hỏi chứ có chị được bệnh chỉ không? Dạ được luôn bà con. Bà con nào bị chỉ mà nhẹ thì mình sức sẽ hết. Còn mà bị chỉ nặng thì bà con uống thêm rau gấp cá. 1 ký rau gấp cá 2 lít nước uống mỗi ngày. Mỗi ngày là 1 lít nước và 2 lít nước và 1 ký rau gấp cá, uống 3 ngày liên tục rồi nghỉ uống. Và sức thuốc này vào. Có người hỏi chứ thuốc này có trị được cái mụn liền da không? Dạ được, có sức nám được không? Phát tạo không khuyến khích sức nám. Tại thuốc này là thuốc điều trị chứ không phải là kem dưỡng da. Cho nên bà con đừng có nghĩ là một lọ chỉ có 25.000 thôi mà nó chỉ bách bệnh như vậy, không có đâu bà con ơi. Cái gì nó cũng có cái mức độ của nó hay cũng có vừa phải của nó. Bà con đòi bỏ ra không có 25.000, bà con đòi phải tùm lum hết trơn. Thật sự ra công dụng của nó là ngứa, bà con nhớ kỹ là ngứa và có hỗ trợ cho bệnh chỉ. Cho nên mình đừng có nghĩ cái này là cái sản phẩm sức vô mặt đó, thì bà con phải dùng cái sản phẩm khác đó. Chứ bây giờ ai cũng đòi cái gì cũng có, tôi bỏ 400.000 ra phải cái gì cũng ok tôi hết trơn, vậy thì bà con phải niệm Phật đi. Còn niệm Phật thì cái những yêu cầu của bà con sẽ được thành công. Tiếp đến là lọ nhỏ mắt.
Lọ nhỏ mắt này thì có cô bác gần xa hiện giờ là đang nhỏ thành công, rất là thành công. Có nhiều người nói chai nhỏ mắt rất là quan trọng, em có làm kỹ không? Đây là được lượt lại 4 lần. Lần cuối cùng là bằng bông gòn. Cho nên chai nhỏ mắt này rất là tuyệt vời, nó sẽ đem đến nhỏ vào nó sẽ cay khoảng 10-15 giây. Có người sợ quá, nói nhỏ nhỏ cay quá không dám nhỏ. Nhưng mà nhỏ một lần rồi là ghiền, là phái liền, nó sáng chân của mắt à. Chị được các căn bệnh cặn mắt luôn, rồi mắt đỏ, mắt hột luôn, ngừa được bệnh luôn. Bây giờ bà con biết là thời tiết thay đổi, bệnh hoạn tùm lum, nhất là căn bệnh về mắt rất là quan trọng. Con mắt là cửa sổ của tâm hồn, không có con mắt rồi mờ mờ cũng vậy thấy rất là khó chịu. Chị bệnh mây cờ mây thịt luôn, có gì nhỏ cho đệ từ trên một lọ này mây cờ mây thịt nó sẽ gom lại thấy luôn đó. Nhưng mà một ngày có gì nhỏ dùm cho đệ 3 lần chị bệnh đó, nó cay nha, khoảng 10 giây 15 giây nó hết đó. Thuốc đắng giả tặc của gì à. Có nhiều người nói ủa tại sao mà nó cay quá và sao dám nhỏ. Quý vị à, có nhiều cô bác nói như thế này nè, quý vị trả lời dùm cho Quốc Tạo nha. Có cô bác nói sao nó cay quá, nó không dám nhỏ. Còn có mấy chú lên tuổi nói nhỏ tao thấy đã ngứa mày. Đó là một cái việc nó mỗi một người nó khác nhau quý vị. Mỗi người căn cơ khác nhau, nói tao nhỏ tao đã ngứa tao khoái quá. Nó gọi quý vị trả lời cho Quốc Tạo. Còn thuốc uống á, thuốc này nè, cặp thuốc tao bán 350 nè. Uống vào 3-4 ngày hết bệnh, 7-8 ngày hết bệnh, người ta nghỉ uống, người ta đi làm việc. Tao nói thuốc này uống nhanh hết bệnh quá, không biết có đề xa hay là không, không biết có mục xương hay là không. Bà con thấy không, rất là khó khăn. Còn nhiều người người ta uống một cặp, hai cặp, người ta chưa hết bệnh, tao mới có đỡ thôi. Tao ăn thuốc gì mà dự ẹt, uống gì mà biết bao lâu không hết bệnh, mà giới thiệu gùm gỗ gỗ. Bà con trả lời cho đệ giùm, hai cái hạng người này trả lời cho đệ giùm. Người thì uống sớm quá hết bệnh cũng chê, người uống trễ quá hết bệnh cũng chê. Quý vị à, tùy theo nghiệp lực của mỗi người, tùy theo cơ địa của mỗi người quý vị à. Nhưng mà phải bảo đảm với quý vị từ bớt cho đến hết bệnh. Thuốc này là thuốc của Hồng Kông, vị thuốc Bắc. Một lọ 100 viên uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần uống là mỗi thứ 1 viên uống sau giờ ăn. Nó điều trị bệnh gì với Quốc Đạo? Dạ, điều trị tê nhất thần kinh tọa đi điểm gây cột sống thoái hóa. Vị cặp thuốc của em có điều trị như vậy không? Rồi nó có hỗ trợ gì nữa không? Dạ, nếu quý vị uống trên 3 cặp sẽ hỗ trợ bệnh tai biến. Còn có bệnh tai biến nhẹ uống cứng cáp là không? Dạ được quý vị, uống cứng cáp con người lại. Bệnh tai biến nhẹ uống cứng cáp lại. Còn ai có bệnh tiểu đường, cao huyết áp, bệnh tim, vị có uống được không? Quý vị dùng thuốc tiểu đường, bệnh tim, cao huyết áp của vị khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, 3 tiếng đồng hồ sau quý vị ăn cái gì vô, uống thuốc của Quốc Tạo vô. Bảo đảm quý vị không sao hết, an toàn tuyệt đối, có nhiều người ta dùng rồi. Có điều trị thêm cái gì nữa không Quốc Tạo? Dạ có. Đây quý vị, báo cho quý vị một tin vui. Nước rượu này Quốc Tạo đã nâng lên thêm một cái lóng tay nữa, quý vị thấy không? Lúc trước nó nằm ở chỗ này nè, bây giờ lên đây nè. Đó, Quốc Tạo gói rất là kỹ luôn. Thì còn ở đây nội thì uống, ngoại thì bóp. Bảo đảm với quý vị là hết, cỡ nào cũng hết. Chân tê nhất là cứ gặp Quốc Tạo là không có tiếng tê nhất ở đây nữa, không có tê nhất nữa bà con. Thì bà con nào báo hiếu cho cha mẹ mình đi xa làm ăn xa, cha mẹ mình ở nhà nhức mỏi này kia đâu, không có dám nói mình, sợ mình khám về bệnh viện tốn tiền. Bà con không cần lại bệnh viện, bà con cứ để cho uống thuốc Quốc Tạo đi. Tê nhất thần kinh tọa, nứt nhất từ cái khớp háng nè, nhất từ cái mông mình nè, kéo dài xuống cái giò, đều uống hết quý vị, uống hết trơn. Nhiều người hết bệnh lắm rồi nói tôi uống thuốc cho chị bệnh mấy chục triệu, biết bao nhiêu năm nay không hết, mà sao tôi uống thuốc của em có mấy trăm ngàn mà hết. Dạ quý vị à, thứ nhất là may thầy phước chủ, thứ hai là phải tin quý vị. Uống cái gì cũng tin hết trơn. Quý vị dùng thuốc quý vị giái Phật tổ Phật thầy, cho con uống thuốc, con sức thuốc cô Quốc Đạo này, đạo hòa hảo, cho con hết bệnh, đặng con tinh tấn tu hành. Đó là chánh đạo, đó là chánh niệm. Bà con giái như vậy bà con sẽ thành công. Còn khi bà con mà giái nghịch lại, con uống thuốc con hết bệnh để con đi làm ăn, con hết bệnh để con đi bắt cá bắt mắm làm đá gì đó, thì cái đó là cái tà đạo, bà con sẽ không được thực hiện cái lời hứa đó. Bà con nhớ kỹ, tại vì nghiệp lực nó lúc nào nó cũng kế bên mình, gũi ấm đau bởi tại căn tiền hoặc hiển kiếp làm điều bạo ác, phải ăn năn phước điền tạo tác, lo thuốc thang khẩn giái Phật trời đó. Nếu mà nó bệnh hoạn mà không lo thuốc là cái đó là không đúng. Thầy còn dạy mà lo thuốc thang khẩn giái Phật trời, mà lo thuốc thang này đây nè, khẩn giái nè, đó là vậy đó bà con. Quốc Tạo có loại thuốc đau tử rất là tuyệt vời, một bịch như vậy đó là 6-7 bịch con. Thì bà con dùng, bà con khi mà nhận cái combo này bà con im gu thì thôi, bà con mà nói tặng cho thêm bịch đau vô tử thì Quốc Tạo sẽ gửi cho bà con bịch đau vô tử.
thêm bịch ở đâu tử nữa. Hình chân dung thầy Tam Bảo của quyền chẳng đều có luôn. Bà con có cần cái gì thì cứ liên hệ. Còn giảng thầy đây, in ấn là miễn phí hoàn toàn cho bà con, tôn chỉ hành đạo luôn. Đây là một cuốn giảng thầy và một cuốn tôn chỉ hành đạo, cuốn giải cúng. Bà con cần cuốn nào cứ liên hệ với Tạo sẽ gửi miễn phí cho bà con. Nhớ nha, gửi miễn phí hoàn toàn, không có lấy tiền gì hết. Bà con nhớ, ai cần cái gì cứ liên hệ ông Tạo. Có rất là nhiều, in ấn một lần tới mấy trăm cuốn, là cỡ trong ngoài 200 cuốn á. Còn cái đến phần cái bạc hà thì ở đây bạc hà ông Tạo không có dám đụng tay vô, tại nó ngứa, chỉ nhịn hơi cũng ngứa nè. Thì bạc hà với bà con thấy rồi đó, cái bề mặt của bạc hà của ông Tạo nó trắng tư trắng tinh như củ sắn vậy đó. Đó là bạc hà thiệt đó bà con. Còn bạc hà mà ở ngoài dùng ngoài đem vô đó, nó màu hột gà. Bà con nấu ra nó màu hột gà, nó không có nên thuốc. Còn bạc hà mà đem lại bà con ngoài cây mà nhỏ xíu nhỏ hơn cái này gấp 2 lần. Nó quằn quèo vậy đó, rồi mình để khoảng chừng 3-4 ngày nó úng, rồi nó bị sùng. Đó là bạc hà non. Bà con uống 5kg bạc hà non không bằng uống 1kg bạc hà già như thế này. Còn bạc hà già bà con dần đi. Những cái gâu kia của nó, những cái ở bên ngoài của nó giống như là cái củ khoai ngọt vậy đó. Nó sần sùi, nó cứng cáp, nó để bảo vệ cho cái ruột ở trong. Còn ruột trong là cái bọt trắng giống như củ sắn vậy đó. Mình nấu ra nước trong vắt luôn, mình uống như vậy đó mới nên thuốc. Thì bạc hà nó trị bệnh gì và cách dùng như thế nào, sẵn giới thiệu cho bà con ngắn gọn. Bạc hà cách dùng là mỗi ngày 200g, gọt vỏ ra mang bao tay vô đàng hoàng, đừng có giỡn với nó, hơi là ngứa, sốt tay lắm. Rửa sạch sẽ, đổ vô 4 chén nước, còn lại 1 chén uống một lần uống, như là một lần uống. Bà con trị bệnh, bà con nên uống 3-4 ngày dập, 2 lần, 3-4 ngày dập. Rồi hả, thấy nó khỏe, mình uống lại 1 lần. Còn công dụng của nó thì bác Tạo biết được 6-7 bệnh. Thứ nhất là bệnh khối u tuyến giáp, ung thư thời kỳ cuối, tim mạch, huyết áp, bệnh mất ngủ. Còn tê nhất thì bà con thái bạc hà ra, mỏng mỏng ra, bà con xào với muối. Xong rồi bà con đắp vào cái chỗ nhất đó. Nhớ nha, bạc hà cái ruột không ngứa nha, cái vỏ ngoài ngứa. Cái vỏ ngoài rất là ngứa luôn. Bà con cẩn thận, nếu mà chúng ta sắt mà còn cái vỏ lại là rất nguy hiểm. Phải rửa sạch sẽ, cọt cái vỏ ra ngoài hết, ở trong ruột thôi. Mà nhớ kỹ mang bao tay vào, và khi mà uống thì nó còn hẩm, nó còn nóng. Uống đừng để uống nguội quá, nó sẽ có cái tác dụng là nó ngứa, ngứa hơi đó. Thì khi uống nguội á, nó xót cái lằn cổ đó. Thì thôi, hôm nay bác Tạo giới thiệu thuốc nên đến đây. Thì mong rằng bà con nhanh tay điện với bác Tạo. Khi bà con điện không được thì bà con canh một chút điện lại. Mà điện không được nữa, bà con nhắn tin vào với bác Tạo, nói là điện gọi lại cho chị, cho anh gì đó, bác Tạo sẽ gọi lại. Còn số bác Tạo thì có 2 số. Một số là 0927731654. Một cái loại thứ số điện thoại thứ hai đó là 0383893763. Hai số điện thoại này bà con kết nối Zalo cũng được, nhắn tin vô cũng được, gọi lại cũng được, nhanh tay dùm. Khi mà gọi lại mà bác Tạo thấy thì bác Tạo sẽ gọi lại cho bà con, còn không thấy thì bà con nhắn tin vào dùm. Thì khi mà bác Tạo đăng clip lên thì người ta gọi rất là đông, cho nên là rất bận bịu, không có thời gian mà để xem xét tin nhắn. Thì bác Tạo sẽ đợi một thời gian nào đó, bác Tạo sẽ xem xét tin nhắn lại. Nhớ nhắn tin vô là bác Tạo sẽ gọi lại liền à. Bà con cần cái gì cứ liên hệ bác Tạo, đừng có ngại không biết gọi nó mà nó bận không này kia. Bà con cứ gọi đi, bận bác Tạo sẽ gọi lại, yên tâm ha. Thì thôi, ở đây thì tạm kêu từ cái chai rượu này đến đây là cái combo của bác Tạo. Còn từ cái này kêu bằng là cái lọ thuốc nhất. Thì ở đây bà con có cần một cái này kêu một bằng một cái liệu trình của bác Tạo, để cho bà con, giúp cho bà con uống hết bệnh, nhỏ mắt sáng, nhỏ mũi hết, viêm son ngừa Covid, chức ngứa hết, nó nhức vai gái này kia vẫn được hết, nó về gặp bác Tạo là không còn nhức và tê nữa. Đó, thì mong rằng bà con nhanh tay lên để phần thuốc mới, nó mới ra lò đây. Bác Tạo khi thuốc mới ra lò, bác Tạo sẽ quay một số clip đó lên cho bà con để tranh thủ để nhận bằng thuốc khác nữa của bác Tạo. Thì bác Tạo xin kết thúc nơi đây. Chúc cho bà con thân khỏe tâm an, tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn, gặp Phật gặp thầy để long qua đại hội. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.